Chào các bạn, hôm nay các bạn lại đến một cái chương trình rất là tuyệt vời của BTV. Và hôm nay bạn sẽ giao lưu với một cái bạn nam, doanh nhân nam. Các bạn thấy rất là đẹp trai bởi vì bạn chuyên uống nước dừa Bến Tre. Khi mà nói tới Bến Tre, nói tới Đồng Khởi Bến Tre thì người ta hay nghe nói tới là cô gái Bến Tre đúng không? Nhưng mà hôm nay thì không phải là cô gái Bến Tre mà lại là một chàng trai Bến Tre. Vậy thì bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là bạn là tên gì, hiện tại bạn làm kinh doanh gì và tại sao không ở dưới Bến Tre mà lại xuất hiện ở Sài Gòn này? Chào các bạn, mình tên là Ngô Đăng Nghĩa, hiện tại mình đang kinh doanh về than tổ ong, than đá. Mình hiện tại bây giờ là trong vấn đề kinh doanh than thì cái nghề là nghề của gia đình, thì mình làm được nay được 3 năm nhưng mà gia đình thì khoảng 15 năm rồi, kế thừa nhưng mà vẫn chạy song song. Này là con nên là có gặp vấn đề trong kinh doanh nên hôm nay lên đây gặp thầy Nguyễn Thế Duy để học hỏi cái kinh nghiệm để làm kinh doanh. Vậy là vừa rồi bạn Nghĩa giới thiệu cho các bạn biết là bạn chuyên kinh doanh than, nhưng mà cụ thể bạn nói cho mọi người rõ là than gì, than củi, than đá là than gì, nó có nhiều loại than quá, hay là bạn kinh doanh than ở Quảng Ninh? Dạ, nôm na nó là than gì? Hiện tại thì mình đang kinh doanh than Quảng Ninh, mình nhập than Tàu về và mình gia công ép thành viên than tổ ong để những cái quán phở, phục vụ cho quán phở, hủ tiếu, cháo lòng là có nhu cầu để sử dụng than đó. Cái thị trường của bạn là ở đâu? Dạ, thị trường của em là ở tất cả toàn tỉnh Bến Tre. Toàn tỉnh Bến Tre? Dạ. Bạn có bán qua các tỉnh khác không? Dạ, hiện hôm đợt vừa rồi thì có những cái đơn hàng đi ra ngoài Bình Thuận, rồi ra qua bên Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Rồi vậy là bắt đầu mở rộng ra sang cái thị trường khác. Dạ. Vậy thì ở các nơi khác mà họ muốn mua than của bạn, họ muốn tìm hiểu về cái công nghệ kinh doanh than, dạ, thì họ phải liên hệ bằng cái cách nào? Qua trang Facebook là Ngô Nghĩa, hoặc là qua số điện thoại là 0986879697. Dạ. Ok. Vậy thì hồi kia ba mẹ là kêu bạn ra tiếp quản cái công việc này, công dạ không? Dạ đúng. Vậy thì có nhiều người á không hiểu sao, chứ có nhiều người ba mẹ kêu tiếp quản họ đâu có chịu tiếp quản đâu. Dạ. Họ muốn họ làm cái việc riêng của họ mà gặp nhiều người lắm vậy á, thì bạn chia sẻ đi cái lý do gì mà bạn quyết định bạn là chọn tiếp quản và lại là tiếp tục làm cái nghề than của ba mẹ. Cái nghề của em là nó có cơ duyên từ cái bà xã của em. Từ hồi em lấy bà xã này là nói chung là được 5 năm. Nhưng mà trước đó là em đã làm vận tải khoảng chừng 8 năm. Dạ, là coi như bên vận chuyển hàng hóa từ ở Bến Tre đi tất cả các tỉnh. Thì lúc mà lấy về á thì thấy cái nghề của gia đình thì thấy được cái điểm yếu. Và cũng có tư vấn cho ba mẹ. Mà ba mẹ kinh doanh theo cái kiểu năm nay ba mẹ vợ bên gia đình vợ là hiện tại là 63 tuổi rồi, mà ba mẹ vẫn còn làm kinh doanh. Đó là cái điều rất là tuyệt vời, nhưng mà ba mẹ làm theo cái kiểu cũ, mà em về em làm thì làm theo cái kiểu mới, nhưng mà mới của cái người chỉ có là lụm lặt những cái kinh doanh ở ngoài đường thôi. Nói chung là cứ mình biết gì mình làm đó thôi, chứ mình không có một cái gì mà nó gọi là bài bản nữa. Đi thì đi được 3 năm, hiện tại giờ thì doanh số khoảng là 600 triệu. Nhưng mà thật sự ra thì so với cái mức đó thì mình không thấy thỏa đáng. Nên là nói chung là đi đến đó là tự nhiên là không đi được nữa luôn. Nói chung là nó tới đó là nó tự nhiên nó dừng. Và cái doanh số khoảng chừng 1 năm trở lại đây là nó cứ nhiêu đó thôi. Chứ giờ muốn phát triển lên nữa nó cũng phát triển được. Nếu mà mình phát triển lên bằng cái cách mà đấu đá giành giật, mà nói chung là theo mà cái kiểu mà để
giết người ta chết để mình sống. Thì thật sự ra thì mình làm được, nên mình phải nghiên cứu ra một cái bài bản như thế nào. Thì tình cờ là đứa em, mà em thì không phải là em ruột, nhưng mà bắt cậu thì do em rể mới dẫn dắt vợ là em gái mình đi lên trên đại học. Thì nó hiện tại giờ nó làm quản lý trong siêu thị, nhưng mà nó nghe ông xã nó thôi bây giờ nghỉ đi, về làm kinh doanh đi. Cái rồi nó lên học buổi 3 tiếng của thầy, về nó nói anh hai, em đã có phương pháp rồi, giải quyết cái vấn đề của anh này. Hỏi sao không em? Nói là giờ anh lên anh đi học đi, thì về là anh sẽ giải quyết được tất tần tật những cái mà anh gặp khó khăn. Đúng thiệt, em lên em học chỉ có 2 ngày, thứ bảy chủ nhật là cái buổi hai ngày của thầy. Thì tự nhiên cái con người mình nó tự nhiên cái con đường đi nó sáng ra. Và học cái lớp 6 của gói 6 lớp thì thật sự ra về giải quyết được cái bài toán, nó được giải quyết. Cái động lực nó là ở chỗ này nè. Bạn phải phân tích cho mọi người biết là thực sự là từ Bến Tre lên đây đi học là nó bao nhiêu cây số? Khoảng hơn 100 cây thôi. Hơn 100 cây. Mà tất cả các lớp bạn đều có, đặc biệt là cái lớp Bivac buổi tối. Phải các bạn biết là 6 giờ tối là bắt đầu, 9 giờ tối kết thúc, mà bạn đều có mặt. Cái lý do, cái ẩn chứa bên sâu trong bạn nó là cái gì mà bạn nỗ lực nó như vậy? Thật sự ra nó có một cái thầy truyền tải một cái bài học nó vô cùng hay ở cái chỗ là mình học mình chỉ là tiếp thu một cái tư duy, mình chưa có hành động, thì Bivac là phương pháp để mình hành động. Thì 3 tiếng đồng hồ thì mấy bạn nghĩ đi, 6 giờ có mặt ở đây thì phải 3 giờ chiều là sắp xếp công việc. Tại mình có 2 con rồi, thì vợ là coi như là phải sắp xếp là lên đây thì đúng 6 giờ rồi học xong hơn 9 giờ về tới nhà là hơn 12 giờ. Nhưng mà thật sự ra 2 tuần học một ngày, nhưng mà thật sự ra cứ mong mỏi đợi tới ngày đó, giống như nó rất là ham muốn những cái điều gì mình không biết, mình hỏi thầy hoặc vô trong Bivac là mình hỏi bạn, tự nhiên nó thông cho mình. Nói chung là rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy hồi xưa bản thân mình cũng vậy. Đi học cấp 3 các bạn là thấy từ nhà. Các bạn là nhận ra điều này, từ nhà mình mà mình đi học cấp 3 20 mấy cái cây. Rồi cứ đi bộ hàng ngày á. Các bạn nhận ra nó quên đi xe đạp á, hàng ngày á, chạy tới chạy luôn đi học vậy. Tức là nó phải có một cái niềm khao khát ham học mãnh liệt thì nó mới có được cái hành động đồng đó. Ngày hôm nay thì các bạn ở Sài Gòn, các bạn thấy các bạn ở Sài Gòn đi học có tuyệt vời mà, rất là gần. Chạy tới chạy lui là có rồi, nên mình nói là các bạn nào mà đang ở Sài Gòn này rất là may mắn. Bạn cứ thèm ở Sài Gòn như các bạn đó, rất là tuyệt vời. Thật sự ra Sài Gòn không có thiếu gì á. Nếu mà Bến Tre mà có mở lớp về mà là em đi học Bến Tre đó. Nhưng mà quan trọng là Bến Tre rất là thiếu thốn. Tất cả các tỉnh luôn chứ không phải là nói riêng Bến Tre. Nhưng mà Sài Gòn chỉ có vùng đất ở đây là nói chung là nó rất là ok. Nếu mà tất cả các bạn cứ trải nghiệm, nếu mà chưa sống ở Sài Gòn đi. Tại vì hồi xưa là cứ sáng là em lên đây và chiều là em về Bến Tre. Thì em thấy cuộc sống, cảm nhận cuộc sống của Sài Gòn nhộn nhịp từ hồi năm 2004 là em đã cảm nhận cái cuộc sống nhộn nhịp ở đây, và nó rất là mình muốn gì là nó có cái đó. Thật sự ra Sài Gòn là nó rất là tuyệt vời ngay chỗ đó. Tuy nhiên các bạn ở Sài Gòn này họ rất là ý đi. Không ai mà ở ngay cái đất Sài Gòn này mà lý do đủ thứ đó. Mình cũng nhớ hồi kia như vậy, mình cũng phải lặn lội qua mãi bên Singapore để mình học. Có những cái khó rất là hay mà học phí nó rất là cao. Khó học 4.000 đô, học 10.000 đô cũng phải bay đi thôi. Vậy bây giờ mình thấy, bạn nghĩ là mình thấy cái hình ảnh của mình hồi kia mình cũng khát khao học nó như vậy. Bạn nghĩ có thể là chia sẻ là vừa rồi bạn lên thì bạn có dẫn theo bạn Hiền là bạn của bạn. Và những người của bạn thì bạn về bạn làm gì mà bạn thuyết phục những cái người bạn đó? Bạn có bị cái cản trở gì không?
cái trường hợp của bạn Hiền là thôi em chia sẻ ở đây luôn là nói chung là bạn Hiền là một nha sĩ, thật sự ra thì cái tôi của bạn Hiền cao lắm. Mình làm kinh doanh mà mình nói chuyện với bạn Hiền thì thật sự ra là nó hai cái đứa là nó chỉ chơi với nhau, đừng bao giờ nói tới công việc của nhau. Nó cứ hay ở chỗ là mày chơi với tao thì được chứ mà đừng có nói về công việc của tao, tại vì cái to quá lớn, mở ba phòng nha luôn. Nhưng mà em là người kinh doanh, em đã ra, em đã thấy được cái điểm bạn Hiền ngồi đây nè, ngồi một chỗ à, mở ba phòng nhưng mà ngồi một chỗ một à, không đi tìm khách hàng. Ai bệnh thì tới bạn Hiền, đau răng thì mới tới, chứ không bao giờ bạn Hiền biết là mình phải đi tìm khách hàng. Mà thường em thường nói luôn, nhưng mà bạn Hiền không chịu. Bạn Hiền nói thôi để mà bạn Hiền mới nói là bạn Hiền chuẩn bị đi học lên nữa. Em mới nói thôi đừng đi học đâu xa, mày đi học lên 3 năm 5 năm mà về là mày không có làm gì được á. Mày giờ mày đi học kinh doanh như tao đi, em đúng vô lớp thầy là 2 buổi á là em về em kêu luôn. Mà kêu đến nỗi mà tại bạn Hiền là bạn học của vợ thì nói chung là lúc mà cưới vợ về thì mới gặp được bạn Hiền. Thì nói chung là thân với bạn Hiền luôn, thì mới nói là vợ mới nói thôi anh đừng có nói nữa, nói cái gì giờ không chịu học thì thôi, khi nào nói cứ kinh doanh nó thất bại. Nhưng mà em hỏi lại, mày mở ba phòng nó bao nhiêu năm? 5 năm rồi. Ủa vậy giờ doanh số là bao nhiêu? Mày đạt được cái gì? Mày có khách hàng chưa? Mày làm được cái gì trong 5 năm? Thì trả lời có 3 phòng. Nó đúng rồi, thực chất là 3 phòng, nhưng mà 3 phòng đó giờ có khách hàng hay không? Nói mãi luôn, nhưng mà bạn Hiền vẫn nói chung là không chịu nghe. Nhưng mà em đi học 2 ngày đó về, tự nhiên em nói bạn Hiền cái là bạn Hiền giống như là em biết cách em nói vậy đó. Em không cái đi học thì em, lúc đầu em học không hiểu, nhưng mà tự nhiên về em nói với bạn Hiền làm như bạn Hiền hiểu được cái ngôn ngữ của em nói với bạn Hiền. Là tự nhiên cái bạn Hiền đi học, và bây giờ rất là tuyệt vời. Bạn Hiền học xong bạn Hiền dẫn thêm vợ bạn Hiền lên đi học nữa. Dạ là mà, nhưng mà hai vợ chồng là nha sĩ hết luôn. Vậy thì bạn thấy rằng là để thay đổi cái tư duy thôi, một chút xíu tư duy của một con người nào đó, thì bạn thấy nó như thế nào, đặc biệt là ở tỉnh? Em nói chia sẻ với thầy và các bạn là tất cả mọi người cái to quá lớn, cứ nghĩ mình là hay, mình có một tí xíu cái gì đó thì cứ nghĩ là mình đã làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng mà quan trọng bây giờ các bạn cứ trải nghiệm. Nếu mà các bạn đi nước ngoài đi, các bạn sẽ thấy được là như thế nào. Em chưa đi nhưng mà tự nhiên thầy chia sẻ cái em cảm nhận được là mình rất là thiếu. Bây giờ như em biết nhà thầy, em đi vào trong cái khu vực thầy đang ở là nói chung là ước ao của em. Nhưng mà cảm nghiệm đi, rồi tự nhiên tại sao những cái người kinh doanh là người ta được những cái thành quả, kết quả nó được đạt được như vậy. Dạ, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Dạ. Các bạn thấy bạn Hiền không ạ? Các bạn thấy bạn Nghĩa không ạ? Ngoài cái việc bạn đi kinh doanh thì bạn trong cái con người của bạn á, mình nói là kinh doanh là cần phải cái hướng tới sự tử tế. Trong con người của bạn á, bạn mong muốn mà cái người làm kinh doanh chân chính nào cũng vậy á. Ngoài cái việc họ đạt được rồi thì họ mong muốn những cái người thân yêu của họ, chung quanh họ cũng phải thay đổi luôn. Các bạn như là tất cả những người kinh doanh nào cũng vậy đó. Vậy thì một cái câu chuyện mà buồn, rất là buồn trong việc kinh doanh của bạn là cái câu chuyện gì? Là áp lực từ gia đình. Lúc đầu á thì em kinh doanh thì em thấy mình thay đổi công nghệ, thay đổi máy móc thì ba mẹ vợ nói bây giờ mà đem tiền mà đi đầu tư những cái đó thì giống như ba mẹ lúc đầu thì khoảng chừng 1 tuần 2 tuần xuống vợ chồng em, thăm vợ chồng em thì coi tình hình làm ăn sao. Em đầu tư thêm về thì ba mẹ 3 tháng chưa xuống cũng như là giận. Nói bây giờ mà thời buổi bây giờ mà ba mẹ bắt đi theo con đường của ba mẹ thì ba năm nữa ba mẹ nghỉ thì con cũng nghỉ theo ba mẹ. Nếu mà con không có cái tư duy tích cực để con thay đổi công nghệ, thay đổi cái tầm nhìn, thay đổi cái tư duy và chiến lược con làm thì thật sự ra là con sẽ đi về hưu với cha mẹ sớm. Nhưng mà bây giờ nói vậy chứ chỉ có thay đổi là thay đổi cái kết quả. Thì những cái gì đó là đem về cái kết quả thì cha mẹ mới đồng tình. Chứ còn bây giờ nói là cha mẹ không có
cơ bản có thay đổi được chưa? Dạ thì em tự em làm luôn mà. Giờ là thay đổi thì em thấy là thật sự ra là giờ tự nhiên cái em thấy nó lớn hơn hồi xưa rất là nhiều nữa. Hả? Mà 12 năm, hơn 12 năm em không được đi học mà giờ đi học lại em say mê. Em thấy rất là thấm. Dạ. 12 năm em chưa đi học được. Trong 3 năm mà làm bên Than Đá, cái điều gì nó làm cho bạn thấm thiết? Dạ, nếu mà trong nghề thì thật sự ra chia sẻ anh em trong nghề, tất cả các anh em làm lĩnh vực than ở nước Việt Nam mình, hiện tại bây giờ mình nên làm một cái than nó sạch để cùng xã hội chung tay bảo vệ cái sức khỏe cộng đồng, thì mình nên nghiên cứu. Dạ, em cũng đang có một cái tìm tòi để nghiên cứu nó phát triển lên để mình cùng chung tay mình bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Một cái lời khuyên mà gửi đến cho những người mà chuẩn bị khởi nghiệp á, thập thò rụt rè á, chưa dám ra khởi nghiệp á, thì bạn gửi lời khuyên gì? Thì nếu mà mình là những cái điều cách trở nhất, xa xôi nhất mà mình tìm đến đây để mình học, giống như mình làm lại, mình set up lại, mình xây dựng lại. Tại vì hồi xưa là mười mấy người công nhân, rồi xong mình phải xây dựng, phải đào tạo họ lại, tất cả các quy trình nó làm lại từ đầu hết. Nhưng mà mình vẫn phải làm vì cái kết quả nó rất là tốt đẹp. Nếu mà mình thay đổi cái tư duy, cái nhận thức thì sẽ thành công đến với tất cả các bạn thôi. Chứ các bạn đừng trở ngại, mà các bạn cứ làm đi rồi sẽ thấy kết quả. Chứ các bạn không trồng cái cây gì hết mà các bạn đòi hỏi nó có trái cho các bạn, thì thật sự ra là cái vấn đề đó nó không hoàn toàn, nó không xảy ra. Theo em thì em nghĩ nó như vậy thôi thầy. Vâng. Dạ. Cảm ơn bạn Nghĩa rất là nhiều. Vừa rồi các bạn thấy những lời chia sẻ rất là tâm huyết từ bạn Nghĩa được gửi đến các bạn. Chính xác nó như vậy. Chúng ta bước 1 thì chúng ta mới biết bước 2 nó sẽ cần đi đó là gì. Bước 2 thì bước 3 nó sẽ xuất hiện. Các bạn chúng ta điều này chưa? Và hãy cho chúng ta cái sự trải nghiệm. Thế giới này nó rất là rộng lớn các bạn ạ. Chúng ta càng đi ra là chúng ta càng phát hiện ra rằng chúng ta còn thiếu nhiều lắm. Ông bà ta nói cái câu rất là hay, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đúng. Và đi rất là nhiều ngày đàn thì học vô vàng cái sàng khôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn muốn tìm hiểu về Than Đá hoặc là các bạn muốn về Bến Tre, các bạn muốn giao lưu với bạn Nghĩa, ok không ạ? Thì các bạn liên hệ cái số thông tin mà hồi nãy bạn Nghĩa đã nói rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy đăng ký với cái nút đăng ký ở phía dưới, giới thiệu cho người thân của mình xem những cái đoạn chương trình này. Sắp tới mình sẽ có những đoạn rất là hay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn.